Chiến trường Bakhmut mới nhất ngày 4 tháng 6, Ukraine phát hiện động thái khác thường của Nga, lính Wagner vẫn ở lại trong thành phố. Tình hình ở Bakhmut tương đối ổn định, mặc dù một số chiến binh của nhóm Wagner vẫn ở lại thành phố, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết. Bà Malia cho biết tình hình ở thành phố Bakhmut tương đối ổn định. Chúng tôi kiểm soát vùng ngoại ô phía tây nam của thành phố, không phải tất cả các chiến binh của tập đoàn Wagner đã rời khỏi thành phố, những người còn lại đang huấn luyện các đơn vị mới đến của quân đội Nga. Theo bà Malia, tình hình chung ở mặt trận có phần thay đổi mặc dù không đáng kể. Trong vài tháng qua, các lực lượng Nga đã tiến công trên bốn mặt trận ở miền đông Ukraine, Abiska, Marinska, Liman và Bakhmut. Sau đó họ bắt đầu hoạt động tích cực trên hai mặt trận khác là Statax và Kupian. Trong suốt thời gian này, các lực lượng của kẻ thù đã không thể tiến tới biên giới của Donetsk và Lugansk. Kẻ thù hiện đã cạn kiệt và đang luân chuyển lực lượng và tập hợp lại, Malia viết. Bà lưu ý rằng các hoạt động tấn công của Nga hơi khác so với những tháng gần đây. Các lực lượng của kẻ thù đã không thực hiện bất kỳ hoạt động tấn công nào trên ba trong số các mặt trận nói trên: Bakhmut, Avdiivka và Zatok. Mặc dù đã cố gắng để giành lại các vị trí đã chiếm giữ trước đó trên mặt trận Bakhmut, lực lượng của kẻ thù đang hoạt động tích cực trên ba mặt trận khác, gồm Kupiansk, Liman, Mariska và đang tiến hành các hoạt động tấn công khá chuyên sâu nhưng không thành công ở đó. Thứ trưởng Bộ quốc phòng Ukraine giải thích. Trong khi đó, theo các quan chức của quốc phòng Anh, quân đội Nga sẽ kém linh hoạt hơn trong việc đối phó với các thách thức ở tiền tuyến ở Bắc Mớt. Bộ Quốc phòng Anh MOD cho biết trong bản cập nhật ngày 3 tháng 6 rằng Nga đã tiếp tục triển khai các binh sĩ chính quy để thay thế các binh sĩ thuộc nhóm lính đánh thuê Wagner đang rút khỏi thành phố Donetsk. Chỉ huy Wagner Chekhani Prigozhin tuyên bố vào tháng 5 rằng quân đội của ông sẽ rút khỏi Bakhmut Mớt và được thay thế bằng quân đội chính quy của Nga sau khi ông tuyên bố lực lượng của mình đã chiếm được thành phố, đã giao tranh trong nhiều tháng. Ukraine phủ nhận thành phố đã bị chiếm và khẳng định rằng giao tranh đang diễn ra ở rìa phía tây của nước này, mặc dù các báo cáo cho thấy lực lượng Nga chủ yếu kiểm soát khu vực này. Lực lượng đổ bộ đường không Nga, được gọi là VDV, đang đảm nhận vai trò quan trọng hơn ở Bắc Mớt, với các bộ phận của Sư đoàn 76 và 106, và hai lữ đoàn riêng biệt hiện được triển khai tới khu vực này, bản cập nhật của MOD cho biết. Tuy nhiên, bản báo cáo cho biết thêm rằng các lực lượng đổ bộ đường không này đã xuống cấp so với tình trạng tinh nhuệ mà họ có trước khi Moscow tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, mặc dù các chỉ huy Nga có thể đã cố gắng duy trì một số đơn vị này như một lực lượng dự bị sẵn có. Bởi vì các binh sĩ Nga đã phải được triển khai để chấn giữ tiền tuyến ở Bakhmut, nên toàn bộ lực lượng Nga có thể sẽ kém linh hoạt hơn trong việc phản ứng với các thách thức tác chiến. Bản cập nhật MOD của Anh kết luận. Wagner rút 99% quân khỏi Bakhmut, Ukraine củng cố phòng tuyến đẩy lùi Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho Nga ở Bakhmut sau khi lực lượng Wagner thông báo rút 99% quân khỏi khu vực này. Đối phương tiếp tục chịu tổn thất nặng nề ở hướng Bắc Mớt. Lực lượng phòng vệ của Ukraine tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Oleksandrsky cho biết hôm 3 tháng 6 sau khi đến thăm các binh sĩ ở tiền tuyến. Bình luận của ông Sisky được đưa ra một ngày sau khi ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner nói rằng 99% chiến binh Wagner đã rời Bakhmut sau khi bàn giao vị trí của họ cho các binh sĩ của quân đội Nga. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự hàng ngày hôm 3 tháng 6, quân đội Ukraine xác nhận các lực lượng Nga đã nỗ lực tiến công gần Ivanitske, một thị trấn nhỏ cách Bakhmut mớt khoảng vài km về phía Tây, nhưng không thành công. Kiev cho biết các lực lượng Nga đã không kích vào các khu vực Bilahura và Chachivsa gần đó, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thị trấn Durukiska trong khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia, tình hình ở Bakhmut tương đối ổn định, mặc dù một số chiến binh của nhóm Wagner vẫn ở lại thành phố. Tình hình ở thành phố Bắc Mớt tương đối ổn định, chúng tôi đã kiểm soát vùng ngoại ô phía tây, nam thành phố. Các chiến binh của lực lượng Wagner chưa rút hết khỏi thành phố. Những người ở lại đang huấn luyện các đơn vị mới đến của quân đội Nga, bà Malia cho biết. Bà Malia nói rằng tình hình chung ở tiền tuyến đang thay đổi nhưng không đáng kể. Trong vài tháng qua, các lực lượng của Nga đã tiến công trên bốn mặt trận ở miền đông Ukraine, bao gồm Adivska, Mariska, Liman và Bakhmut. Nga cũng bắt đầu hoạt động tích cực trên hai mặt trận khác, gồm Statak và Kupian. Trong suốt thời gian này, các lực lượng của đối phương không thể tiến tới biên giới vùng Donetsk và Lugansk. Đối phương hiện đã cạn kiệt nguồn lực và phải luân chuyển cũng như tập hợp lại lực lượng, bà Malia cho biết thêm. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, khu vực tấn công của Nga thay đổi một chút trong những tháng gần đây các lực lượng của đối phương đã không thực hiện bất kỳ hoạt động tấn công nào trên ba trong số mặt trận gồm Bakhmut, Alipska và Statak, mặc dù họ cũng cố gắng giành lại các vị trí mà họ đã kiểm soát trước đó trên mặt trận Bakhmut nhưng không thành công. Lực lượng của đối phương đang hoạt động tích cực trên ba mặt trận khác gồm Kubian, Liman và Marinska và đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực nhưng cũng không thành công ở các khu vực đó. Quan chức quốc phòng Ukraine giải thích. Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 5 thông báo các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Ông Trùm Wagner cũng xác nhận lực lượng này đã kiểm soát Bakhmut từ ngày 20 tháng 5 và sẽ rút khỏi khu vực này từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và quân đội nước này cho đến nay vẫn bác bỏ thông tin Bakhmut thất thủ. Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn bám trụ ở rìa Bakhmut nhằm bao vây thành phố này. Nga phá hủy loạt vũ khí, bắn hạ tên lửa thay đổi cuộc chơi của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này tiếp tục bắn hạ các tên lửa do phương Tây viện trợ và phá hủy loạt vũ khí của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov hôm mùng 3 tháng 6 tuyên bố, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ hai tên lửa Storm Shadow, bảy rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine. Trước đó, Anh hồi tháng 5 thông báo nước này đang cung cấp các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Anh cũng là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Một quan chức Mỹ nhận định Storm Shadow có thể là vũ khí thay đổi cuộc chơi khi Kiev lên dây cót cho chiến dịch phản công quy mô lớn. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, 16 máy bay không người lái UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trong ngày 3 tháng 6 trên khắp lãnh thổ Ukraine lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng UAV trong hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Nga kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Tướng Korashenko xác nhận lực lượng Ukraine đã mất hơn 220 quân nhân, một xe tăng, một xe bọc thép chiến đấu, 8 ô tô, pháo m và D-30, cũng như hệ thống pháo tự hành Rodiska ở hướng Donetsk, biển đông Ukraine, trong một ngày. Ngoài ra, các lực lượng Nga tuyên bố đã phá hủy một kho đạn của Lữ đoàn Cơ giới 60 của Ukraine gần Ochanoye ở vùng Donetsk. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, không quân Nga đã thực hiện 4 lần xuất kích theo hướng này, trong khi pháo binh thực hiện 42 lần bắn. Tướng Konashenko cũng cho biết trong 24 giờ giao tranh, các lực lượng Nga đã bắn hạ 145 quân nhân, một xe tăng, một phương tiện chiến đấu bọc thép, 13 ô tô, một hệ thống Krab do Ba Lan sản xuất, hai pháo D-30, một pháo M-Stabi cũng như một pháo tự hành Prodiska theo hướng Donetsk và Zaporizhia. Ngoài ra, lực lượng không quân và pháo binh của Nga đã đẩy lùi các đơn vị của Ukraine gần các khu định cư Pavlovska ở Donetsk, Steporoy, Chaknovon, Malaya, Tokhamakka và Karenspnoye ở vùng Zaporizhia. Trong khi đó, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố các lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tiến công của Nga trên nhiều mặt trận. Theo quân đội Ukraine, trong ngày 3 tháng 6, các lực lượng Nga đã tiến hành 19 cuộc không kích và triển khai các hệ thống pháo phóng loạt để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Phía Ukraine cho biết lực lượng Nga vẫn tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào việc thiết lập quyền kiểm soát đối với các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine. Trong 24 giờ, các máy bay Ukraine đã thực hiện 11 cuộc không kích vào các khu vực tập trung quân nhân Nga. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ 3 máy bay do thám không người lái của Nga. Các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine cũng đã tấn công một sở chỉ huy của Nga, một hệ thống tên lửa phòng không và ba kho đạn. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 6 tuyên bố Ukraine sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu để giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Harilov cho biết các kế hoạch phản công của Kiev vẫn đi đúng hướng bất chấp làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chưa từng có trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây. thank <laughs> you